Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi tin mới. Các bạn thân mến, nằm bên cạnh một cường quốc kinh tế như Trung Quốc, chắc chắn đối với nước ta mà nói đó là một áp lực không hề nhỏ. Người xưa có câu nói, cá lớn nuốt cá bé hay là ỷ mạnh hiếp yếu cũng có thể đúng một phần đối với mối quan hệ của Việt Nam và người láng giềng Trung Quốc. Ai chẳng biết Trung Quốc to con, lực lưỡng và rất thích phô trương sức mạnh của mình với các quốc gia nhỏ hơn bên cạnh. Thế nhưng Việt Nam, dân tộc anh hùng đâu vì thế mà sợ hãi. Chúng ta nhỏ mà có võ cơ mà. Lịch sự hòa nhã, ngoại giao mềm mỏng nhưng không kém phần quyết liệt, chống lại những hành động sai trái của người bạn này. Chính là hướng đi mà bao năm qua Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện. Chính vì thế, trên các phương tiện truyền thông quốc tế, người ta hay băn khoăn rằng vì sao Việt Nam không thuận theo Trung Quốc để giàu có, thịnh vượng hơn. Thực ra chúng ta có thiết lập mối quan hệ với anh chàng phương Bắc đó chứ, nhưng mà cũng đâu dễ vì mà đánh mất chính mình, phải không nào các bạn? Vậy thì tại sao, dù là một nước nhỏ nhưng chúng ta vẫn quyết không cậy nhờ vào người bạn hàng xóm? Thành quả hiện nay Việt Nam đạt được có chứng minh được rằng việc lựa chọn phát triển một cách độc lập là hoàn toàn sáng suốt hay không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những vấn đề này trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Tại sao Việt Nam không liên minh với Trung Quốc thay vì chống lại? Chẳng phải Việt Nam sẽ trở nên giàu có hơn và hùng mạnh hơn trong khu vực với sự giúp đỡ của Trung Quốc? Đây là một câu hỏi được đặt ra trên mạng xã hội Quora và đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có cả những tài khoản đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Ai cũng đưa ra những lý do xác đáng, căn cứ vào lịch sử và thực tế hiện nay. Vậy thì trước hết chúng ta hãy cùng xem phản ứng của cư dân mạng quốc tế về vấn đề này như thế nào nhé! Bên dưới câu hỏi này, các cư dân mạng đã tranh luận vô cùng sôi nổi, rất nhiều ý kiến được đưa ra. Và để đưa ra quan điểm trả lời cho câu hỏi trên, một tài khoản có tên là Vision Wu, người Trung Quốc đã bình luận rằng, trên danh nghĩa không ai có thể là đồng minh của Trung Quốc. Trung Quốc không chọn đồng minh, về hợp tác quân sự Việt Nam đã chọn phe của Liên Xô và quyết định đi theo con đường riêng của mình sau đó. Cho nên, dường như không có cách nào để Trung Quốc hợp tác với Việt Nam. Campuchia thì chỉ là một đối tác chiến lược của Trung Quốc. Vai trò mà Trung Quốc muốn thực hiện ở Đông Nam Á không phải là hợp tác với một vài quốc gia, mà là thay đổi toàn bộ bối cảnh chính trị, văn hóa, kinh tế. Nếu như Việt Nam thấy phù hợp thì có thể tham gia, nhưng nếu không, không có gì phải hối tiếc cả. Đơn giản là Trung Quốc không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Việt Nam. Đáp lại câu hỏi một cách quyết liệt hơn, chính là từ một tài khoản đến từ Việt Nam với tên Bánh Đậu đã đưa ra ý kiến như sau. Bạn đã bao giờ nghe nói về cái không có thứ gọi là bữa trưa miễn phí? Nếu như Việt Nam liên minh với Trung Quốc vì lợi ích của cải sẽ có một cái giá phải trả ở đâu đó, mất quyền tự quyết. Chẳng hạn, có vẻ như là Việt Nam đã quyết định rằng cái giá của việc không liên minh với Trung Quốc thấp hơn cái giá của việc làm như vậy. Và bạn đã nhầm khi từ xa xưa Việt Nam đã trở thành siêu cường ở Đông Nam Á, chứ không phải do Trung Quốc bảo vệ. Ngược lại, nó phải mạnh lên vì mối đe dọa thường xuyên từ Trung Quốc. Sự mở rộng về phía Nam của nó một phần là do áp lực từ phía Bắc. Ngoài ra, nếu chỉ đơn giản liên minh với Trung Quốc sẽ làm cho một quốc gia giàu có hơn và hùng mạnh hơn, thì giờ đây Triều Tiên sẽ rất giàu có và hùng mạnh, và tất cả chúng ta đều biết nó thực sự là như thế nào. Trung Quốc là đối thủ lịch sử của Việt Nam, nhưng lịch sử đã chứng minh các hệ tư tưởng sẽ không thể vượt qua những bất bình lịch sử. Nhưng có thể thấy trong các mối quan hệ giữa Trung Quốc Cộng sản và Liên Xô hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam và Khmer Đỏ, tất cả những mối quan hệ đó trở nên chua chát ngay sau khi cuộc đấu tranh của họ kết thúc. Một tài khoản khác tên là Richard Bond đã đưa ra luận điểm cá nhân rằng Trung Quốc và Việt Nam có rất ít đề nghị lẫn nhau và rất nhiều cạnh tranh, vẫn có những tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra. Tại sao phải liên minh với một người mà bạn hiện đang tranh giành lãnh thổ? Nghe cũng tương đối hợp lý đấy, chứ các bạn nhỉ? Nhìn chung, đa số các bình luận đều đưa ra được những lý do trọng tâm để lý giải cho việc tại sao Việt Nam chúng ta không liên minh với Trung Quốc. Ý kiến nào cũng đều có những điểm hợp lý, nhưng có vẻ là chưa được đầy đủ và tổng quát, đúng không các bạn? Vậy thì rốt cuộc Việt Nam của chúng ta có những lý do gì để không liên minh hoàn toàn với anh bạn sát vách kia? Thứ nhất, nếu như nhìn lại lịch sử,
Trung Quốc từng có 1.000 năm đô hộ nước ta với những chính sách đồng hóa tàn bạo. Trong hơn 1.000 năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến phương Bắc đã tích cực thực hiện mọi biện pháp nhằm tăng cường nhân dân ta về quân sự, đồng hóa về xã hội, biến nước ta thành một quận huyện của Trung Quốc để nô dịch nhân dân ta về tư tưởng và tinh thần. Thì ngay từ thời Tây Hán, trong một trường hợp nhất định, Nho giáo đã được chính quyền đô hộ truyền bá vào nước ta. Tiếng Hán và chữ Hán cũng được chính quyền đô hộ phổ biến ở Giao Châu nhằm làm công cụ thực hiện chính sách đồng hóa người Việt thành người Hán. Song kết cục sau hơn 1.000 năm vẫn không thể tiêu diệt được tiếng nói của dân tộc Việt, tiếng Việt. Bởi lẽ chỉ có một bộ phận thuộc tầng lớp trên thì học nó, còn nhân dân lao động trong các làng xã của Việt cổ vẫn duy trì tiếng nói của tổ tiên mình. Và trong hơn 1.000 năm đô hộ nước ta, để duy trì nền thống trị và ách áp bức, bóc lột nặng nề, các triều đại phương Bắc đã áp dụng các luật pháp hà khắc tàn bạo đối với người Việt. Chính quyền đô hộ từ Hán về sau đều đã thẳng tay đàn áp nhân dân ta. Chính sách của các triều đại phương Bắc hơn một thiên niên kỷ đã kìm hãm nghiêm trọng sự phát triển về mọi mặt của đất nước và dân tộc ta. Thứ hai, tình hình tranh chấp trên Biển Đông chưa từng hạ nhiệt với sự bành trướng của Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến lãnh hải của nước ta. Trong giấc mộng Trung Hoa của mình, Trung Quốc luôn đặt mục tiêu trở thành cường quốc biển, và Biển Đông chính là cửa ngõ để Trung Quốc tiến ra biển và đại dương lớn. Tham vọng bá chủ của Trung Quốc đã được thể hiện rõ ràng với mục đích nhằm gia tăng ảnh hưởng và xâm phạm đến chủ quyền trên biển của nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vốn thuộc lãnh hải của nước ta. Nếu các bạn còn nhớ, vào tháng 5 năm 2014, Trung Quốc đã ngang nhiên kéo dần quân Hải Dương 981 từ vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Vô lý không, khi đây là vị trí hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển quốc tế năm 1982 cơ mà. Vào thời điểm đó, để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế, theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Chưa kể tàu Trung Quốc còn nhiều lần uy hiếp, làm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam nữa chứ. Hành động phi lý của Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Việt Nam, từ các nước có cùng tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông và cộng đồng quốc tế. Sự kiện này cũng mở đầu cho những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông bằng cách điều động các tàu dân sự và phi quân sự với các khu vực đang xảy ra tranh chấp chủ quyền. Vậy thì các bạn nghĩ xem, tham vọng của người hàng xóm này lớn đến như vậy, làm sao chúng ta có thể liên minh hoàn toàn với họ được cơ chứ, phải không nào? Và lý do thứ ba, Việt Nam hoàn toàn có thể phát triển mạnh mẽ, cho dù không cần phải quá cậy nhờ vào việc đồng minh với Trung Quốc. Theo Forbes, vào tháng 1 năm 2016, GDP tăng 6,5%, vượt mục tiêu chính quyền địa phương đề ra là 6,2%, chủ yếu từ lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và xây dựng. GDP của Việt Nam cũng lần đầu tiên vượt qua 200 tỷ đô la Mỹ với mức đầu tư là 2.228 đô la. Nhưng nhờ chi phí sinh hoạt thấp hơn, tính ngang giá mua thực tế là 5.600 đô la. Về kinh tế vĩ mô, Việt Nam có sự ổn định ấn tượng. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á vào năm 2015 với chỉ số cạnh tranh toàn cầu 2015-2016 đứng thứ 56 trong số 140 quốc gia trên thế giới do Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng. Và đặc biệt, năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có cả Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một dân tộc bất khuất, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ GDP ước tính đạt 2,91%. Việt Nam đồng thời là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới tăng trưởng kinh tế dương. Mặc dù hiện nay Việt Nam vẫn là quốc gia đang phát triển, thế nhưng không thể phủ nhận rằng đời sống của nhân dân chúng ta đang được đảm bảo đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hơn nữa, Đảng và Nhà nước luôn nỗ lực duy trì và gìn giữ một xã hội văn minh ổn định và không để ai bị bỏ lại phía sau. Vị thế của Việt Nam trên thế giới ngày càng được đề cao hơn nữa và được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn trong khu vực châu Á.
Chính bởi thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Phát triển một cách độc lập và có chính sách riêng của mình về mọi khía cạnh vẫn giúp đất nước chúng ta ngày càng vững mạnh, chứ đâu cần phải dựa vào ai, phải không nào các bạn? Mặc dù không hoàn toàn liên kết thành đồng minh với Trung Quốc, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn luôn giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với anh bạn hàng xóm khó tính, khó chiều này. Đôi bên vẫn có sự hợp tác, đôi bên cùng có lợi trong các hoạt động kinh tế và ngoại giao. Tuy nhiên, nếu như Trung Quốc có hành động gây căng thẳng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ giải quyết trên tinh thần hòa bình, giữ vững lập trường và quyết không nhân nhượng. Điều này cũng đã thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và theo suy nghĩ của các bạn. Còn những lý do nào nữa khiến cho Việt Nam chúng ta không trở thành đồng minh dựa hoàn toàn vào anh bạn hàng xóm này, mà chỉ giữ mối quan hệ hữu nghị đôi bên, mềm mỏng đúng lúc nhưng cũng vô cùng cứng rắn khi cần? Hãy bình luận bên dưới video này để cùng nhau bàn luận nhiều hơn nữa các bạn nhé! Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các bạn khán giả nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa, hãy dành cho Tin Mới sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video này đến với mọi người nhé! Các bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Tin Mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.